Sáng ngày 22 tháng 7, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao lưu trực tuyến chọn tổ hợp môn học lớp 10 như thế nào, nhằm giải quyết những băn khoăn của phụ huynh học sinh chuẩn bị vào lớp 10 về lựa chọn các môn tự chọn ngoài 6 môn bắt buộc như ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, lịch sử. Tại buổi giao lưu, các thầy cô giáo cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin giải đáp nhiều vấn đề hiện nay phụ huynh và học sinh quan tâm như chọn tổ hợp môn học lớp 10 như thế nào cho đúng. Nếu học sinh chọn tổ hợp sai, nhà trường có cho chọn lại không? Những vấn đề như liệu việc lựa chọn học tổ hợp của học sinh trong 3 nhóm gồm khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, công nghệ và nghệ thuật sẽ ảnh hưởng thế nào đến thi tốt nghiệp trung học phổ thông và lựa chọn con đường vào đại học cao đẳng, nghề của học sinh. Tất cả các câu hỏi đều được các thầy cô trả lời đầy đủ trong buổi trực tuyến trên trang tuổitrẻ.vn. Trong định hướng nghề nghiệp tương lai thì theo tôi nghĩ rằng là người học cần có nhiều năng lực, chứ không chỉ đơn lẻ một vài năng lực do một vài môn học quy định. Do đó việc chúng ta học tốt một số môn là điều kiện cần. Nhưng mà để có thể đáp ứng được nghề nghiệp một cách tốt nhất thì cái việc học thêm ở những cái lĩnh vực khác mà môn học không có được. Ví dụ như thông qua tự học, học sinh học những cái môn học mà mình yêu thích mà trường không tổ chức, hoặc là học sinh tham gia các cái hoạt động về giáo dục thể chất mà nhà trường chưa có được nhưng các em có năng khiếu. Tổng hợp những cái vấn đề đó nó sẽ tạo ra một cái năng lực theo tôi đánh giá là có thể đáp ứng được tốt hơn cho cái nghề nghiệp tương lai. Học sinh hãy nghiên cứu thật kỹ điều kiện đáp ứng của trường học. Cái thứ hai, những cái trong cái sự đáp ứng đó mình yêu thích, mình chọn lựa những cái môn học nào, và phần còn lại là hãy cố gắng học tốt nhất những cái môn học đó để tránh cái tình trạng là sau khi chọn lựa xong rồi lại phải thay đổi, vì thay đổi là sẽ có nhiều rủi ro cũng như là khó khăn cho cái người học khi phải thay đổi những cái việc lựa chọn của mình.